Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con iWin anh em. Đấy thì hôm nay mình sẽ không cầm vốn mấy chục nữa anh em nhá. Mà hôm nay mình sẽ cầm vốn 200k để vào chơi con Baccarat cho anh em xem nhá. Để xem hôm nay vốn 200k thì lên được bao nhiêu với con Baccarat iWin này anh em nhá. Đấy, con Baccarat này thì mình cũng khá là ít chơi anh em ạ. Đấy, bình thường mình cầm vốn mấy chục mình sẽ vào lật poker trên dưới lên vài lít hoặc là cụ mình mới vào bắt cầu. Nhưng hôm nay mình sẽ không cầm vốn nhỏ nữa mà mình cầm 200k vào chơi Baccarat cho anh em xem luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ làm phát con nhật cái nhá. Đây, mình sẽ đi cầu 32 đi anh em ạ. Nếu mà ra 32 thì sẽ có 321 anh em nhá. Rồi, để xem nào, 2 điểm. Ăn đù 4 điểm. Ăn đù may thế nhỉ, 5 điểm anh em ơi. Kề may quá, phát này thì phát may anh em ạ. Nhưng mà cầu đi cầu hồ cũng đẹp mà, cầu nhật cái cũng đẹp mà đúng không anh em? Đấy, cầu nhật cái. Rồi bây giờ không biết nó có ra 33 hay là 321 đây anh em này. Theo mình sắp xếp thì nó sẽ đi 321 anh em ạ. Anh em cứ chờ đón tin mình nhá. Đấy, nãy ra một con hồ à, nãy ra một con nhật cái là mình đoán nó đi cầu 321 rồi. Để xem nào. Ok luôn anh em ơi, 8 điểm thì ăn chắc chắn rồi. Đấy, nhà cái nhà con mình cứ nhầm mấy long hổ anh em ạ. Hay đánh long hổ anh em. Rồi hai phát tất tay thì cuối cùng mình cũng hai từ 200 lên là cả 760 nha anh em. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con iWin này thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với là mô tả nhá. Anh em nào mà cần về bờ thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình, tải game xong liên kết ngân hàng, số điện thoại xong gửi ID qua Zalo cho mình, số Zalo mình để trong mô tả nhá. Đôi năm anh em ạ, đôi năm không điểm thì mình ăn chắc chắn rồi. Rồi ăn tiếp thêm 400 nữa anh em nhá. Rồi mỗi anh em tải theo là link mình sẽ đưa anh em về bờ 1 đến 2 lần. Đấy, sáng giờ mình cũng đưa khá anh em, nhiều anh em về bờ rồi. Rồi nó ra cầu mới thì mình sẽ ra vào lại anh em nhá. Đấy, nó ra cầu mới thì mình sẽ ra vào lại phát cho anh em xem nhá. Đấy. Rồi vì nó đổi cầu mới rồi anh em ạ. Nó đổi cầu mới rồi, mình sẽ vào bàn này nhá. Đấy, cái này nó có nhiều bàn lắm anh em nhá. Nó có nhiều bàn lắm nhá. Rồi anh em này. Để xem hôm nay 2 lít lên được bao nhiêu anh em ạ. Đấy, anh em xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Và comment Momo bên dưới phần bình luận nhá, cho mình biết anh em muốn yêu cầu bắt cầu gì, rồi chơi gì, rồi thử thách như thế nào thì inbox dưới comment cho mình nhá. Đấy, comment dưới bình luận cho mình để mình thực hiện theo những yêu cầu của anh em nhá. Rồi ok anh em ơi, 950 mà bùn 8 anh ạ, quên thì mẹ con 8 anh em ạ, vua anh em. Không ăn nữa thì thôi. Mẹ, mình ít chơi con Baccarat cho nên cũng hay nhầm anh em nhá. Đấy, mỗi anh em tải thì mình sẽ đưa anh em về bờ tầm 1 đến 2 lần, thậm chí là 3 lần anh em nhá. Đấy, trong 2 lần đó mất 1 lần là mình sẽ đưa anh em về lần thứ 3. Đấy, còn hai lần ăn cả hai thì thôi anh em nhá. Rồi phát này mình sẽ tất tay nhà cái, quên nhà con này. Ôi 8 điểm mà mình xin nhá. Đấy, bắt cầu chuẩn chơi anh em, nãy giờ chưa thua tay nào cả anh em ạ. Nãy giờ chưa thua tay nào thì phải ấy, anh em. Đấy, lên 4 triệu rồi này. Vốn có 200k anh em ạ. Đấy, vốn 200k thì đỡ phải vào lật con poker trên dưới anh em nhá. Còn vốn là mấy chục dưới 100 mà mình sẽ lật poker trên dưới lên vài lít hoặc là 7-8 lít một cụ gì mình mới bắt cầu được. Chứ không phải là không bắt được mà bắt cầu được, nhưng mà nó hơi lâu anh em ạ. 5 điểm này, biết đâu 5 điểm lại ăn đúng không anh em. Đấy, cái 4 con 5 mình xin nhá, 1 triệu nhá. 800 bao nhiêu, lên 5 triệu 8 anh em nhá. Đấy, hôm nay cũng khá là may mắn anh em ạ. Chơi không biết thua là gì anh em. Rồi anh em nhá, bình thường mình đưa anh em về bờ thì mình chỉ vào con poker trên dưới, mình lập tầm khoảng 1 phút là xong cho anh em thôi. Đấy, nãy có ông vốn 5 lít, một ông vốn 5 lít lên 1 triệu 3, một ông vốn 5 lít lên 2 triệu 1. Đấy, cái ông vốn 2 triệu 1 ấy là mình lật dở thôi anh em. Mình lật con già ra con xì, ăn phát ngon lành cành đào luôn anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục ra vào lại nhá, 6 triệu 6 nhá anh em. Đấy, 6 triệu 6 thì mình sẽ tiếp tục ra vào lại cho anh em xem. Cái ông vốn 5 lít lên 2 triệu 1 đó là mình lật đúng trong vòng chưa tới 30 giây thật sự luôn anh em ạ. Mình lật chưa tới 30 giây, ông bảo anh ơi anh tất tay mất rồi à. Mất cái đéo gì. Mình vào mình lật đúng mấy tay luôn anh em ạ, 4-5 tay gì đấy. 500k lên 2 triệu 1 nghỉ luôn.
Đấy, còn một ong thì 500k lên 1 triệu 3 thì lật cúng trong vòng 1 phút. Ok, lại ăn tiếp anh em ơi, ăn tiếp 4 triệu mấy. Mẹ hôm nay chơi thế này thì nhà cái sập mất anh em ạ. À, lên bao nhiêu rồi nhỉ? 10 triệu 6 rồi nhá anh em. Vốn 2 lít nhẹ nhàng thôi anh em. Đấy, vì mình không bắt cầu, vì bắt cầu là nó mất thời gian anh em nhá. Đấy, mình đẳng cấp lật lật con poker trên dưới mà anh em. Bữa giờ hình như mấy hôm nay là đưa anh em về bờ chưa thua ai cả. Đấy, toàn ăn thôi, chả mất ai. Lên nào. Ok, ăn tiếp anh em 1 triệu 6. Khổ quá đi anh em. Đấy, anh em nào mà chưa tải thì nhanh tay tải theo đường mình ghim ở dưới bình luận nhá, với là mô tả nhá. Đấy, còn Ewin với là Awin luôn. Anh em nào mà cần hai game thì cứ tải hai game, mà không một game. Đấy, mình vẫn có code cho anh em nhá, code với là khuyến mãi này. Rồi anh em nhá. Đấy, anh em nạp 50 thì được 20 Momo với lại một cái code. Còn nạp để mình xem đấy anh em ạ. Để mình xem đã. Ok, ăn tiếp còn 6 này. Không biết thua là gì luôn anh em ạ. À, anh em tìm hộ cho mình một phát thua phát nào. 200k mà chơi nãy giờ lên 14 triệu rồi, không biết mất một phát hay hai phát hay gì ấy, hay là chưa mất gì nữa, mình cũng không để ý nữa anh em ạ. À, rồi anh em tải đều có code cho anh em nhá, code với lại Momo free cho anh em, với đặc biệt là còn đưa anh em về bờ miễn phí nữa luôn anh em ạ. À, đấy, bao ăn cho anh em luôn 2 triệu 2 phát này nữa này. Đấy, mong mất hủ một tay thôi anh em ạ. À, ôi tay này mất chắc rồi, cuối cùng cũng mất tay anh em ạ. À, 2 triệu mốt anh em, 2 triệu 2 cuối cùng thì cũng mất tay anh em ạ. À, đấy, lên chắc lên tầm 12 củ rồi, chắc lên tầm 15 củ mình nghĩ nhá. Đấy, kiếm 3 củ nữa thì nó đơn giản quá với mình anh em ạ. 3 củ nữa nó đơn giản quá đi. Rồi, chắc bắt tay này 3 củ rưỡi này, hay là cho 4 củ không anh em. Thôi, 3 củ rưỡi thôi. Ăn phát để lên 15 triệu này. Đây rồi, 8 điểm nhá. Mình xin nhá, đánh từ đầu đến cuối mất có 1 2 tay anh em ạ. Vốn 200k mà chơi từ đầu đến cuối mất có 1-2 tay rồi. Bây giờ lên 15 triệu mình sẽ nghỉ nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.